Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Bushido. Đã trong tập này thì mình đã quay trở về thành phố Hyra City. Và cái team mà Ninja đã bóng tối á, hiện tại là đứng đầu là mẹ của mình á. Đó, đang là đánh chiếm thành phố này các bạn. Bây giờ mình phải vào cái ngôi chỗ này nè. Đó, ngôi tự lúc đầu của mình huấn luyện đó, để cứu Sergul. Cái thằng tóc xanh lá cây này từ đầu game tới giờ có ẩn số, giờ mà thấy nó xuất hiện giúp mình. Lại chơi cái trò gắn khu này bẩn tưởi nè. Ai thì quanh hết mình ơi. Phải cả tận mít. Ấy thật. Trời. Đấy, con quỷ sâu này. Nãy giờ đánh toàn admit không? Chả làm ăn được cái gì vậy. Nãy giờ đi đứng yên và đánh admit. Trời trời chứ. Mình thì bị đánh te tua. Nó thì chỉ nhắm vào mình, còn nó chả nhắm vào cái con sâu này, mà con sâu này đánh thì toàn biết. Chả hiểu nổi game. Khó và khó ác luôn á. Trời ơi, nó làm cái gì vậy trời. Đánh không đánh thì là búp. Mà đánh thì đánh biết. Khi đó tìm người ta để búp cái dạng mà thần thánh không, mình thì búp cái lặt vặt lấy gì đánh nổi mà không đánh thôi búp không đẩy luôn thiệt. Trời lại búp nữa. Trời trời. Giết dùm con sâu cho gợi sân dùm cái đi. Ha ơi. Không có thiệt chiêu đánh luôn tính ra nó. Chỉ có mỗi chiêu shutdown mà đánh nãy giờ đánh hụt liên tục.
sân đi, tốn thời gian. Trời trời trời, nó toàn con phế vật không luôn. Trời, thằng đấy chơi trong mong rằng để giúp được cái gì từ về thôi. Mới vô đem Lugia ra khè luôn rồi. Hết đồ. Con này Shadow Lugia chứ không phải là Shadow Pokemon nha. Nên có thể là bắt không được đâu. Thank you.
2 là Sorok. What the fuck? Phải đem số khè mình trước, hàng vậy thấy kỳ kỳ. À đúng là chon. Đúng là chon. Vậy con Lugia là cuối cùng rồi. Ơi, con Shadow này không bắt được nha. Thank you.
Rồi, kết thúc rồi các bạn ơi. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip đây. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo về Pokemon Bushido. Bye bye.